Chào em gái. Dạ. Em có thể giới thiệu cho anh cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là em tên là gì? Dạ, em tên là Lê Hiển Tuyền ạ. Tuyền là quê ở đâu em? Dạ, em ở An Giang á anh. Hôm nay Tuyền về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ em chuyện gì đây? Dạ, em nhờ tìm em trai của em á, tại vì đi chơi mấy ngày nay mà liên lạc không được. Dạ. Em trai của em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Lê Trọng Phúc ạ. Em đã nhiều tuổi rồi? Dạ, sinh năm 2010 á, là 14 tuổi hả? Trời đất ơi, mới 14 tuổi hả? Dạ. Đi là đi tại đâu em? Dạ, hiện tại là đang ở Thuận Giao á, là nó xin đi chơi rồi mất liên lạc luôn. Bình thường là nó xin đi chơi là nó về nhà, đi chơi là về, đi chơi là về. Em trai của em còn đi học không? Dạ, học ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, hồi trước là làm phụ người ta, phụ xe tải á anh, mà bây giờ... Lơ xe á? Hiện tại là hết hàng á, nên là người ta cho nghỉ. Dạ. Nhà mình ở Thuận Giao, Thuận An nó đông người không? Dạ, 4 người ạ. Nguyên gia đình hả? Dạ. Dạ, 4 người ạ, ba, mẹ, em và em trai ạ. Vậy là em trai của em trong cái thời gian này là chưa có được làm? Dạ. Anh đi ở trọ, mình ở trọ hay nha? Dạ, ở trọ. Tính cách của em trai của em như thế nào đây? Dạ, dạng như nó dạng như la thì la nó nghe, nhưng mà nó không có này kia đâu. Tại vì bình thường á là nó đi chơi là nó về nhà, mà bây giờ nó đi chơi cái mất liên lạc luôn. Chiều tối thứ tư em có điện á, là nó nói là nó đang về, cái là từ hôm đó là không còn liên lạc được. Cụ thể là ngày nào em? Đến dạ, từ ngày nào? Dạ, ngày thứ tư là ngày 25 ạ. Hôm nay là 28. Dạ. Vậy là 3 hôm hả? Dạ. Em đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ, em có trình báo rồi. Trước giờ là em trai của em có cái tình trạng bỏ đi như vậy không? Dạ không ạ. Vậy là đi đâu phải xin phép ba mẹ và xin phép chị? Dạ. Đi rồi về? Dạ đúng rồi. Tất cả các mối quan hệ bạn bè của em trai của em đông không? Dạ, dạ cũng gần chỗ ở đó thôi, nhưng mà em đã hỏi hết rồi, không ai biết hết, cũng không ai gặp hết. Em trai của em có mê chơi xe các kiểu không? Dạ không ạ. Có biết hút thuốc không? Dạ có. Biết nhậu nhẹt không? Dạ nhậu thì chắc nó cũng có biết hết. Thường thường em trai em ở nhà là có phụ giúp gia đình chuyện gì không? Dạ, vậy như cha mẹ kêu này kia nó cũng có làm. Có chơi game nhiều không? Dạ không chơi game nhiều. Không chơi game hả? Dạ, có chơi game nhưng mà không nhiều. Có bấm điện thoại không? Dạ có bấm. Vậy là trong cái thời gian gần đây là đang tìm kiếm việc làm hay như thế nào? Dạ không ạ, ở nhà thôi. Nó có sẵn đi làm không? Dạ. Nó có sẵn đi làm hoặc là nó có muốn đi làm? Dạ không ạ. Em có thấy em trai em thời gian gần cái ngày bỏ đi có cái biểu hiện gì bất thường không? Dạ không ạ, toàn bộ đều bình thường ạ. Bình thường? Dạ. Em đi là em mang theo những thứ gì đi? Dạ, chỉ đem theo điện thoại thôi. Quần áo là không mang gì luôn? Dạ không ạ. Vậy là trong quá trình 3 ngày nay là không có nhắn tin gọi điện về với gia đình? Dạ không ạ. Mình gọi thì như thế nào? Dạ, tối hôm qua thì em thấy ạc của em ấy có nhắn tin qua cho em. Ừ. Nhưng mà cách nhắn tin đó là không phải của em trai của em. Khác lạ hả? Dạ, khác lạ lắm. Nhắn nội dung cụ thể? Dạ, nhắn nội dung cụ thể là nói là em nói chung là em còn sống ngày nào thì em còn nhắn tin cho chị ngày đó. Rồi còn hỏi em là có trình báo công an gì không nữa. Rồi nói là nếu mà chị trình báo công an thì em sẽ qua cam. Rồi xong rồi. Là chị sẽ không cứu em được ở đâu. Nói như vậy đó. Thì em mới lo, em nhờ sự giúp đỡ rồi. Khi em đọc được những cái dòng trạng thái tin nhắn như vậy, lúc đó bản thân em suy nghĩ điều gì? Em nghĩ là dạng như là nó bị bắt này kia rồi, người ta vào ạt của nó nhắn tin cho gia đình vậy đó. Rồi để cho gia đình yên tâm rồi kéo dài thời gian vậy đó. Trước giờ là gia đình nhà em á, từ cái bữa hôm em của em đi đến giờ có đăng lên Facebook không? Dạ không ạ. Không. Ba mẹ em hôm nay đi đâu mà không lên cùng với em? Dạ ba em ở nhà, mẹ em thì đi làm ạ. Sao cho ba lên đây? Dạ em, tại vì hồi nãy á là ba em ở nhà em không biết nói sao đúng không? Dạ không biết nói sao. Em đang lo sợ nhất điều gì đây? Dạ, em sợ em qua cam này kia rồi đó, cái là không về được không? Em biết gì về cam không? Dạ, qua bển, người ta rất là tàn nhẫn lắm đó.
Em đã từng xem những video về cam chưa? Việc nhẹ lưng cao chưa? Dạ rồi ạ. Sợ không? Dạ sợ. Rất nhiều truyền thông, rất nhiều trang truyền thông báo chí chính thống, cũng như rất nhiều các anh chị YouTuber, dạ, và đặc biệt cũng như là anh em bệnh viện Chính Thanh Hải đã đăng tải lên chia sẻ rất nhiều cảnh báo, cảnh giác về việc nhẹ lưng cao bị sập bẫy do quá cao. Dạ. Nhưng mà tiếc một điều rằng là các bạn trẻ không có xem em ạ. Ít xem lắm, anh dám khẳng định luôn. Yeah. Các bạn trẻ những cái nội dung như thế này các bạn trẻ không thích xem, và đặc biệt có thấy cũng lướt qua. Các bạn trẻ chỉ thích xem những cái nào mà vui nhộn, hài hước hoặc là trai xinh gái đẹp thôi. Đó là cái điều thật sự đáng tiếc. Yeah. Tới giờ phút này theo cái câu chuyện của em chia sẻ thì chắc chắn rằng bản thân em cũng như là gia đình suy nghĩ trong đầu là khả năng em của mình bị lừa quá cam rất cao. Yeah. Vậy là em chỉ có nhắn tin cụ thể ngày đó là ngày mấy? Dạ, tối hôm qua ạ. Tối hôm qua? Dạ. Bây giờ liên lạc đâu được hả? Dạ, không được ạ. Chặn hay là thuê bao hay như thế nào? Điện số điện thoại thì không được ạ. Còn Facebook thì em thấy thường xuyên cũng có on, nhưng mà nhắn tin xem thì không trả lời. Em hãy nói một cái điều gì đó gửi gắm tới em trai của em, để em trai của em có xem được video này. Dạ. Đang ở phương trời nào? Nếu thật sự mà bị lừa qua cam thì cũng phải thật bình tĩnh, tìm đủ mọi cách để gọi điện về báo tin cho gia đình. Yeah. Để gia đình có cách có hướng để giúp em trai em sớm quay trở về. Em nói chuyện với em trai em. Yeah. Em ơi, em có thấy được video này á, thì em tìm cách liên lệ với gia đình nha. Em ở đâu á, gia đình cũng cố gắng cứu em ra. Đừng có để cho cha mẹ lo lắng. Cha mẹ kiếm em mấy bữa nay rồi mà không có gặp, cha mẹ lo lắm. Khổ đúng không? Bây giờ một người đi là cả gia đình lo lắng, mất ăn mất ngủ, bỏ hết công ăn việc làm. Em là em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 17 rồi. Em 17 hả? Dạ. Đang đi làm đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hai trong gia đình mà. Dạ không ạ, em là chị Tư. À chị Thư hả? Dạ. Ở nhà em mấy anh chị em? Dạ 4 ạ. 4 à? Dạ. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Em hãy nói một cái lời nào đó, em nhờ tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức giúp đỡ gia đình nhà em tìm kiếm em trai của em đi. Dạ, anh chị cộng đồng xã, anh chị em cộng trên cộng đồng mạng xã hội mà có thấy được video này, làm ơn giúp đỡ em với ạ. Nếu có gặp em trai em ở đâu á thì liên hệ giúp với em với ạ. Em xin cảm ơn ạ. Hy vọng rằng là em trai, nếu em có xem được video này, thấy chị của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì mong rằng nếu thật sự tới giờ phút này mà em nghe theo lời bạn bè mà bị sập bẫy việc nhẹ lương cao, thật sự mà em bị lừa qua cam thật, thì em phải thật bình tĩnh, em báo tin về cho gia đình, để gia đình có cách có hướng để mà giúp em quay trở về Việt Nam một cách an toàn nhất. Yeah. Còn nếu mà em đang ở trong nước, đang ở Việt Nam, có thể là vì em mải mê ham chơi hoặc em theo bạn theo bè mà em sợ về nhà ba mẹ la, thì em cứ về, bởi vì gia đình đang rất là nôn nóng đi tìm em, rất lo lắng cái sự an toàn của em. Nên em trai, nếu em xem được đang ở đâu đó, trong hoàn cảnh nào, cũng phải liên hệ về với gia đình, báo tin để gia đình yên tâm và có cách có hướng để mà giúp em quay trở về một ngày gần nhất. Cái sự việc của em thì các anh đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em cũng như là gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí em gái nhé. Thì hôm nay em về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em trai. Em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải hình ảnh của em, hình ảnh của em trai của em, câu chuyện của gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em trai em về không? Dạ em đồng ý ạ. Cố gắng nhá. Dạ em cảm ơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất. Rồi xin phép chào em. Dạ. Chúc em cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là em trai của em sớm quay trở về một ngày gần nhất. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.